về đây với nhau. Đã qua rồi ngày đôi ta khát khao, chiếc hôn đầu ngọt ngào trên khóe môi. Đã qua rồi ngày đôi ta cách xa, từng đêm mơ đến nhau. Dù mai sóng gió có đến với ta, người yêu em ơi đã có cách xa. Khi tình yêu kia dẫn lối đôi ta về đây với nhau. Vẫn còn văng vẳng bên tai này, anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn. Của tôi hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu, bản tin tài sự và mic tape vẫn còn đang ngơ ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần vẫn bị hoa đỏ chẳng cùng em được chuyện gần xa. Thêm ngày lo viết câu hát về người ta thở hơi bao đầu. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muộn nhịn đói chưa cơm. Anh rất yêu em và con bà này anh xin đưa tặng hai mẹ con giàu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà. Giờ đây là một ngày hân hoan, một ngôi cảm tạ và ơn Thiên Chúa đã ban cho hai gia đình được mọi sự tốt đẹp. Giờ đây gia đình bên nhà trai chúng tôi làm nghi thức cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và kính nhớ tổ tiên. Giờ đây kính mời hai họ là nghi thức cảm tạ Thiên Chúa và kính nhớ tổ tiên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nhớ tổ tiên ông bà, gia tộc, chúng con trình diện đôi tân hôn này. Xin Chúa thương chúc lành các bậc tổ tiên, ông bà chứng giám. Xin bà con hai họ và quý khách xa gần cùng hợp lời cầu nguyện cho đôi trẻ được sắc cầm hòa hợp trăm năm hạnh phúc. Đến anh linh các bậc tổ tiên,
ông bà. Nhờ hồng ơn phúc tổ tiên, ông bà hôm nay gia đình chúng con có người con trai là Giuse Nguyễn Thành Đạt, và đã giáo dục cháu lên người. Nay cháu được Chúa thương cho kết duyên cùng Teresa, Điễu Thị, Hồng Thêm. Chúng con xin cho hai cháu đã được đến trước bàn thờ gia tiên dâng nén hương bày tỏ lòng kính nhận cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, sống đẹp lòng cha mẹ, họ hàng hai bên, chu toàn trách nhiệm hôn nhân và gia đình theo thánh ý của Thiên Chúa. Giờ đây chú về đại diện đọc phần của các con. Thành Đạt và Tê Sa Diệu Thị Hồng Thêm đã dâng nén hương tròn tỏ lòng thành kính và biết ơn ông bà tổ tiên. Xin các ngài phù hộ cho tình yêu chúng con. Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la, từ ngày qua lứa tuổi màu ngà, con nhờ lùi hoa đen nhỏ trong nhà, nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ con. Chị ơi, đưa lên chúng nào. 2, 3, rồi, ok.
Giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tươi. Dẫu cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu, vẫn có một thứ ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em, chỉ có em mà thôi. Nắm lấy tay anh đi, mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Giây phút đầu là tìm anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Dẫu cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu, vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em, chỉ có em mà thôi. Nắm lấy tay anh đi, mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu, vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau. Hồng Thuy, võ sư đồng thời quyết mời đúng lúc trở nên trang trọng nhất. Dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật dài để chào đón chúng đợi và cư bậc làm cha
bậc làm mẹ trong quãng đời dài nắng dầm mưa, chỉ mong sao con mình lớn lên thành nhân thành tài và thành gia thất. Và ngày hôm nay Thành Đạt, Hồng Thiên đã thực hiện được điều bậc làm cha, bậc làm mẹ hằng ao ước mong đợi từ bấy lâu nay. Và xin trân trọng kính mời từ phía biên tập Hòa Nhạc Trai, ông bà Nguyễn Đình Hoang là song thân chú rể Thành Đạt, một tràng pháo tay thật lớn để chào đón song thân chú rể. Thưa quý vị, có chầu rể mới có câu, hai bên khấn khích nhiều cầu với chầu. Quá xin được kính mời từ phía tập Hòa Nhạc Gái, ông bà Kiểu Bình là song thân cô dâu Hồng Thêm, một tràng pháo tay thật lớn chào đón song thân cô dâu. Thưa quý vị, và xin trọng kính mời hai vị đại diện thì với hai họ, từ phía tập Hòa Nhạc Trai xin mời Bác Hiến là vị đại diện, từ phía tập Hòa Nhạc Gái xin mời Bác Khánh. Một tràng pháo tay lớn chào đón hai vị đại diện. Thưa quý vị, cúi đầu chào toàn thể quan khách và phóng viên hai họ. Và ngay sau đây để đáp lại những tình cảm của quý vị, Bác Hiến là vị đại diện từ phía tập Hòa Nhạc Trai sẽ có đôi lời gửi tất cả quý vị đang diễn tại đây. Kính thưa quý vị hai họ, quý khách gần xa, quý bạn bè thân hữu, trước hết xin gửi lời chào mừng quý khách và toàn thể dồi dào sức khỏe, bình an là Thành Đạt và Hồng Thêm. Trong bối cảnh vui mừng cho hai cháu ngày hôm nay, tôi xin đại diện cảm ơn các bạn đã bỏ tất thời gian. Đây là một cảm mến tri ân khi các quý vị, các khách và các bạn bè đến đây gửi các thiệp mừng cho hai cháu, chúc mừng cho hai cháu. Đó là một cái ân huệ quý giá mà hôm nay chúng tôi đều tiếp nhận và xin chân thành cảm ơn và xin chúc lành cho bữa ăn ngày hôm nay được mọi sự tốt đẹp và chúc bữa ăn ngày hôm nay được mọi sự bình an. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời Bác Khánh là vị diện tìm với Hòa Nhạc Gái sẽ có đôi lời đáp lễ. Quý cầu khởi nhà trai, kính thưa quý khách là bạn bè thân thuộc của hai ông bà chủ hôn và các bạn trẻ thân mến. Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho Hòa Nhạc Gái gửi đến tất cả các vị khách quý ngày hôm nay lời chào trân trọng nhé. Nhà trai đã dành cho Hòa Nhạc Gái của chúng tôi và nước rước dâu thì chúng tôi cũng đã thưa với Hòa Nhạc Trai là nhờ những hy sinh, những công đức của Hòa Nhạc Trai đã dìu dắt cháu gái của chúng tôi từ một lương dân để trở thành một bổn đạo mới và của một người như vô hữu. Và giờ đây thì cũng xin kính chúc toàn thể hôn trường một bữa tiệc thật ngon và xin hỗ trợ hai vị đại diện và xin mời hai vị đại diện trở vào tiệc để an tọa. Xin chân thành cảm ơn. Chắp cánh uy nguồn trời bát giác, trồng cây hạnh phúc đất bao la, chúc mừng hai họ luôn bền chặt một mối giao hòa lẫn thiết tha. Và xin mời song thân chú rể, song thân cô dâu cùng bắt tay với nhau ạ. Tôi yêu người bằng tình yêu say đắm, người yêu tôi bằng tình yêu dịu ngọt, bên anh nồng say hạnh phúc khi có nhau. Người yêu ơi, em yêu anh thật nhiều. Con tim này trong đời bên anh mãi,
nụ hôn kia còn trong em từng giờ. Ta mơ ngày mai cuộc sống sẽ sáng tươi, bờ vai anh em sẽ tựa muôn trở về anh người yêu dấu ơi, anh có thấu cho lòng em. Có khi nào lòng anh đã nghe bao điều em nói, nắng theo về ngập tràn niềm vui trên cuộc tình tôi. Hát bên anh cuộc tình nở hoa, hát bên người cuộc tình mộng mơ người yêu dấu hơi. Ta chọn đời có nhau mà cũng có lời chúc hạnh phúc dành riêng đến cho quý vị và cô dâu. Dây chồng quấn lấy thân câu, chúc cho thành đạt hồng thiên bên nhau trọn đời. Xin chúc mừng. Phần ra mắt chào đón cô dâu và chú rể giờ đây xin được khép lại và xin trả đôi lời hồng đen thương của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Nam tay anh thật chơi.